Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019, Vietinbank tổ chức chương trình truyền thông những tác động của thông tư 4849 của Ngân hàng Nhà nước đến hoạt động của các sản phẩm dịch vụ trong hệ thống Vietinbank qua hình thức video conference. Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Thanh Hoài, thành viên Hội đồng Quản trị Vietinbank, đại diện lãnh đạo các khối phòng ban đơn vị trụ sở chính, giám đốc, cán bộ nghiệp vụ tại các chi nhánh trên toàn hệ thống. Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Thanh Hoài cho biết, căn cứ vào yêu cầu từ thông tư 48 và thông tư 49, cũng như hoạt động thực tiễn của ngân hàng, sau thời gian nghiên cứu, các phòng phát triển sản phẩm thuộc khối khách hàng doanh nghiệp và khối bán lẻ đã hoàn thiện hệ thống văn bản nhằm đáp ứng yêu cầu của các thông tư cũng như phù hợp với đặc điểm hoạt động của Vietinbank. Để trụ sở chính cũng như chi nhánh có thể triển khai ngay hệ thống văn bản mới này từ ngày 5 tháng 7, Vietinbank tổ chức buổi truyền thông nhằm truyền đạt những điểm thay đổi và nội dung dự thảo các quy định tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn của Vietinbank và trả lời các vướng mắc của chi nhánh trong quá trình triển khai. Tại buổi truyền thông, đại diện phòng phát triển sản phẩm các khối, khách hàng doanh nghiệp và bán lẻ đã truyền thông đến các chi nhánh những thay đổi của hệ thống văn bản mới, đồng thời giải đáp những thắc mắc của các chi nhánh. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.